Hello, xin chào bạn đã quay trở lại với channel mình. Và hôm nay mình sẽ review cho bạn, đây là con Ganskill. Thì trong video clip này mình sẽ review cho bạn xem con Ganskill này nó sẽ như thế nào nhé. Đây thì trên tay mình đây đang là bộ sản phẩm Ganskill B. Thì cái con Ganskill này cũng ra được thời gian rồi nhưng mà mình bận quá chưa review, thì hôm nay mình rảnh một tí nên mình cũng làm review cho các bạn xem luôn. Thì sản phẩm của chúng ta đến từ Gan, luôn luôn có một chiếc hộp nhựa như thế này. Đây, cái dòng sản phẩm cao cấp của Gan đều chu đáo, rất là tận tình. Và phụ kiện của chúng ta sẽ đi kèm đó là một chiếc túi Gan này, bộ chỉnh ốc thế hệ mới nhất. Thì cái bộ này giống như trên Gan XS và Gan 11, tất cả đều sử dụng hệ thống ốc này nha các bạn. Và phía bên trong của chúng ta sẽ có thêm hai tờ giấy nữa, thì một cái tờ đó là hướng dẫn sử dụng cái bộ ốc GS thế hệ mới. Thì cái bộ này nó có rất là nhiều mức tinh chỉnh. Đấy, thì một cái bộ ốc là nó có hai cái nấc chỉnh, là ví dụ cái con ốc này nè, con xanh biển này nè, thì nó có hai nấc lên xuống ở phần kho và nó có tổng cộng là 6 nấc của bánh răng. Thì 6 nhân 2 là 12, và nó có thêm một bộ này nữa, có nghĩa là một bộ xanh nhạt của bộ xanh đậm. Thì các bạn lại nhân lên thêm một lần nữa là có rất là nhiều luôn. Đấy, thì tính sơ sơ nha, 12 cộng với 12 là tổng bộ cộng cái bộ ốc này chúng ta có thể chỉnh được tới tận 24 mức. Cái mức 500 cái mức lò xo khác nhau, 24 mức lò xo tương ứng với 24 cái mức lực tùy chỉnh thì chúng ta yêu thích, thì nó khá là tiện lợi luôn. Ok, mình bỏ sang một bên và mình đến kiếp luôn nhé. Sẽ vui hộp ra nè. Đây, Ganskill. Thì các bạn nhìn vô thấy nguyên cái logo Gan luôn. Và điều đầu tiên mình để ý với con này đó chính là các cái rãnh cắt corner của cái con Skill này nó rất là to luôn. Đấy, các bạn nhìn nè, rất là to. Ok, thì mình sẽ để các bạn lắng nghe thử một vài tone nha. Thì mình cũng không có rành chơi Skill cho lắm cho nên các bạn thông cảm nha. Thì mình đã chơi qua cái con này vài lần rồi, và cái cảm nhận của mình về cái con này thật ra là nó rất là smooth luôn các bạn, cực kỳ là mượt luôn. Rồi mình rất là thích cái cảm giác này của Ganskill. Đấy, thì nếu như các bạn đã từng chơi qua con Gan Pyramid rồi ấy, thì các bạn sẽ biết được cái cảm giác này. Cái phần bên trong của nó là từ góc cạnh cho tới phần tâm thì tất cả đều được trang bị rãnh tổ ong, và nó kết hợp thêm cả cái lớp của Gan được cho sẵn ấy, cho nên là khi các bạn out up đã bóc một cái là các bạn chơi ngay được và luôn được luôn, không cần phải chỉnh setup gì nhiều nữa cả. Thì cái này là các bạn vừa thấy là mình khui ra mới 100% luôn, thì nó rất là smooth và mình không cần chỉnh gì cả thì vẫn có thể cầm lên chơi liền ngay và luôn được luôn, rất là tốt. Và điểm thứ hai là mình muốn nói về cái con này đó là chính là cái hệ thống 500 đặc biệt của nó. Thì cái con này nó có hai phiên bản, là phiên bản thường và phiên bản enhanced. Thì phiên bản thường là mình đang cầm trên tay là phiên bản thường nha các bạn, thì nó chỉ có 500 ở phần core mà thôi. Thì cái phần 500 ở core này ấy, nó sẽ rất là hay luôn các bạn. Thì cái này mình đã nói trên cái video clip và những cái con Gan 11 Pro hoặc là cái con Gan Parabin rồi. Cái 500 core này nó giúp cho việc cái lực hút của nó khi mà ở những cái đoạn lưng chừng á, nó sẽ kéo rất là rộng. Cái ví dụ nha, chúng ta chỉ cần xoay qua cái điểm giữa một tí thôi là cái 500 của nó sẽ tạo ra một cái tương tác hút rồi, nó hút lại rất là dễ chịu mà chúng ta không bị những cái tiếng clicky hay là những cái 500 mà nó giật lại giống như trên là những cái con của hãng khác. Những cái hãng khác khi chúng ta xoay đụng tới cái khớp của nó thì họ sử dụng cái khớp bi ấy, thì nó sẽ tạo ra cái tiếng clicky và nó va chạm vào một cái bịch, thì cái cảm giác đó nó không được thoải mái cho lắm.
Còn cái con gan này thì ngược lại, bởi vì họ sử dụng cái 500 kho ấy, cho nên là khi 500 nó dừng lại, nó dừng rất là nhẹ nhàng và rất là chậm rãi luôn, rất là thoải mái và dễ chịu, nó không có bị giật vật cực kỳ. Tuy nhiên thì nếu như các bạn là những người kiểu chơi thích có cảm giác hơi giật một tí thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư mua phiên bản Enhance thì sẽ tốt hơn. Bởi vì phiên bản Enhance ngoài 500 ở core ra thì nó sẽ có thêm 500 ở cả cái phần góc và cái phần center. Đấy, thì cái 500 ở cái con phiên bản thường này ấy, mình thấy là đã rất là ổn rồi các bạn, mặc dù nó không có 500 ở góc và cái phần tâm, nhưng mà cái 500 của nó vẫn rất là ổn luôn, mình không có cảm thấy bị mất kiểm soát hay gì cả. Và thật ra thì mình cũng không biết cách để finger stick con gun skill này cho chuẩn xác, cho nên vì mình ít chơi skill á, cho nên các bạn thông cảm nha. Thì bây giờ mình thử mình làm một so cái con này các bạn xem nha. Thì sẵn đây thì mình sẽ giải skill B cho các bạn xem. Thì trước đây mình từng làm một cái clip hướng dẫn giải skill B rồi, nhưng mà nó cũng khá lâu rồi. Để xem mình hướng dẫn lại các bạn xem các bạn hiểu không nha. Đây, các con skill B đúng không? Thì mình sẽ giải từ mặt màu trắng này, mình sẽ giải từng góc một. Mình thấy cái góc màu trắng xanh lá đỏ này nó đúng luôn rồi nè, đúng không? Thì mình không cần chỉnh sửa nữa, thì mình thấy được cái góc này trắng cam xanh biển này nè. Nếu như chúng ta xoay thế này xuống là nó vào được cái mặt trắng luôn nè. Cái viên màu trắng cam xanh lá này nó phải nằm ở đây, nhưng mà hiện tại nó đang bị đẩy ngược lên trên này, cho nên xoay xuống thì nó không vào được. Nên chúng ta xoay mình để ở ngay đây, thì chúng ta sẽ lọc cái viên chỗ này lại. Đấy, đẩy cái viên này đi nè, lọc lại. Đấy, thì cái viên này nó sẽ đúng về cái vị trí mà chúng ta xoay xuống được. Đấy, vào là đúng nè. Lúc này chúng ta vừa lọc cái chỗ này nha, thì chúng ta phải trả lại nha, chứ không là chúng ta sẽ mất cái viên góc này. Đấy, tiếp theo là viên góc này cũng tương tự luôn, nó cũng bị tình trạng y chang như vậy. Đây, thì chúng ta cũng sẽ lọc cái viên này lại, để cái viên mà mặt màu trắng nó phải nằm ở đây thì nó mới xoay xuống đây được. Chúng ta phải lọc cái này, sau đó chúng ta đưa màu trắng xuống đây. Đấy, trả cái này lại nè. Đấy, là chúng ta làm được một cái mặt màu trắng. Thì công việc tiếp theo thì chúng ta sẽ giải cái góc của con skill B. Cái này nó khác với cái phiên bản hồi xưa mình dạy các bạn nha. Hồi xưa mình hướng dẫn các bạn là mình làm từng cái viên tâm nha, đúng luôn, mình mới làm cái viên góc sau. Nhưng ở đây mình làm viên góc trước luôn. Các bạn thấy cái trường hợp này không? Nó giống OL đúng không? Thì trên cái con skill B này nó chỉ có hai trường hợp thôi. Cái này trường hợp này và một cái trường hợp nữa thì mình hướng dẫn các bạn. Thì có cái công thức rất là đơn giản là xuống lên. Xuống bên trái, xuống bên phải trước đi. Xuống bên phải. Đây, các bạn cầm hai cái góc này nè. Xuống bên phải, xuống bên trái, lên bên phải, lên bên trái. Đó, cái công thức cực kỳ dễ luôn. Đó, cứ xuống lên. Thế thôi. Thì sau khi chúng ta để cái trường hợp hồi nãy á, chúng ta làm một lần thì nó ra được hai cái viên góc này. Chúng ta sẽ tìm hai viên góc nào mà nó khác với màu vàng và nó có cùng màu, cùng bé với nhau, thì chúng ta sẽ đặt nó ở đây. Đây thế này, bên phải, chúng ta làm tiếp công thức đó một lần nữa. Đấy, làm thêm một lần nữa nha. À, mình nhớ nhầm, phải đặt bên trái chứ không phải đặt bên phải. Đặt bên phải phải làm hai lần mới được. Còn đặt bên trái là làm một lần là ra luôn thôi. Mình làm lại các bạn xem lần nữa nè. Đây. À, mình đưa nó về cái trường hợp mà chỉ có đây hai viên. Đây, cái trường hợp ban đầu của chúng ta như thế này, nó chỉ có hai viên sai như thế này thôi, nó hướng như thế này. Thì ở đây chúng ta chỉ cần để như thế này, chúng ta làm công thức một lần, xuống lên một lần rồi. Nhưng mà thấy hai viên màu xanh biển này nó giống nhau đúng không? Thì mình để nó qua bên trái nhé các bạn. Nãy mình nhầm bên phải rồi, mình làm công thức đó thêm lần nữa, xuống lên. Thế là xong, mình giải được tất cả các góc rồi. Rồi, công việc cuối cùng là chúng ta sẽ di chuyển các viên tâm về vị trí đúng. Thì cái này cũng dễ lắm. Đầu tiên nha, thì mình sẽ có một công thức
công thức này sẽ hoán đổi 3 viên tâm với nhau, viên này, viên này, viên này, 3 viên với nhau. Thì ví dụ ở đây nha, mình thấy cái viên này màu đỏ trên này đúng không, mình muốn đưa cái viên màu đỏ này xuống dưới thì cái viên màu xanh biển này sẽ chạy qua đây và cái viên xanh lá cây này sẽ chạy lên đây. Mình sẽ dùng công thức này, xuống, xuống, lên, lên, sau đó mình xoay cục Rubik một vòng U2, xoay cả cục nha, cái đây gọi là X chúng ta Y á, gọi là Y2, mình xoay Y2 đấy, xong chúng ta làm lại tiếp lần nữa, xuống, xuống, lên, lên, đấy các bạn thấy không, xanh lá nó nhảy lên đây rồi, xanh biển xuống đây và màu đỏ nó sẽ vào đây. Tiếp theo thì cái xanh lá nó đang nằm ở phía trên đúng không, cho nên mình đưa viên xanh lá này xuống dưới này, xuống mặt xanh lá để nó đúng được. Thì tiếp tục chúng ta làm công thức đó, xuống, xuống, lên, lên, sau đó chúng ta xoay Y2, xuống, xuống, lên, lên. Rồi, xanh lá đúng rồi đúng không, đỏ đúng luôn rồi. Bây giờ chúng ta còn 3 viên cuối cùng là 3 viên này. Thì rất là đơn giản, thì chúng ta cũng sẽ thấy nè, viên màu cam đây ở đây đúng không. Nếu như chúng ta làm cái công thức thì viên màu cam nó sẽ xuống đây. Tuy nhiên viên màu xanh biển á, nó sẽ đi ra sau này, chứ không phải đi qua bên này, mà nó sẽ đi ra sau lưng. Viên xanh biển nó sẽ phải đi ra sau lưng và viên cam xuống đây, và viên đỏ thì mình nhảy lên đây. Cho nên để mà làm trường hợp này, chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ xoay cái viên này ra đây, các bạn để ý nha, chúng ta xoay như thế này, đấy, như thế này nha. Đó, sau đó chúng ta sẽ làm công thức y chang luôn, đưa viên cam xuống này, xuống, xuống, lên, lên, sau đó y2 nè, xuống, xuống, lên, lên. Và thế là xong, chúng ta giải xong rồi, thì cuối cùng chúng ta trả lại nữa là xong thôi. Đấy, và đấy, rất là đơn giản thôi. Mình còn một cái trường hợp nữa, đó là trường hợp có 3 viên nó nằm thẳng hàng với nhau. Đây là trường hợp 3 viên nằm thẳng hàng với nhau này. Đấy, thì nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ mình cứ nhìn vào cái viên ở nó mặt vàng nó là viên gì, mình giải cái đó thôi. Viên mặt vàng đúng không, là xanh biển đúng không, đưa xuống như này. Mình làm công thức y chang, xuống, xuống, lên, lên, sau đó y2, xuống, xuống, lên, lên. Đấy, đúng một công thức thôi là giải được con CQB rồi, rất là dễ luôn. Còn những bạn mà chơi nâng cao hơn giải như thế nào thì mình cũng chưa biết, bởi mình chưa học nâng cao của CQB. Rồi, ok, thì video clip này của mình sẽ kết thúc ở đây. Thì hiện tại mình thấy là con Gan CQB này còn tốt nhất thị trường rồi. Những cái con như là Wingy hay là Aoyan thì cũng không có cửa bằng cái con Gan này luôn. Mình thấy như vậy, mặc dù mình không phải là người chơi chuyên về CQB, nhưng mà mình cầm lên mình xoay thử thì mình cảm nhận được, thấy nó tốt hơn hẳn rất là nhiều luôn. Ok, thì con CQB này đang có giá là 450.000 đồng. Các bạn thích thì có thể ghé ngang qua shop của mình để mua ủng hộ mình nhé. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Nếu như bạn cảm thấy video clip này mình hướng dẫn chưa hiểu cách giải thì để mình rảnh mình sẽ làm một cái video clip khác để hướng dẫn các bạn giải lại cho tử tế nhé. Ok, bye bye.